Cường Auro xin kính chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Auro. Và ngày hôm nay Cường Auro làm một video chia sẻ để các bạn về một nội dung. Đó là nếu các bạn đã xem những video lần trước của Cường Auro thì các bạn cũng đã biết thì là mình đã có chia sẻ về các bạn cách để có kênh YouTube 85.000 người lượt đăng ký và qua những cái công cụ gì. Thì như các bạn cũng đã biết thì nếu bạn đã xem video đấy rồi thì mình sẽ nói giới thiệu lại, còn nếu bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại video đấy, mình đã có để link ở dưới phần mô tả video nhá. Thì cái sản phẩm đấy chúng ta cần đó là một sao cạc, một giá đỡ micro, một micro, hoặc là chúng ta kết nối máy tính để chúng ta thu. Cái kênh YouTube đấy là kênh YouTube Minh Châu Channel. Minh Châu Channel là kênh YouTube lồng tiếng phim hoạt hình, giúp trẻ có những kỹ năng sống này, nhằm truyền tải những ý nghĩa giáo dục. Thì gần đây kênh tin tức VTV24 có quay về nội dung của kênh Minh Châu Channel, cụ thể hơn là về chị Hà là khách hàng của Cường Audio, để chia sẻ những cái ý nghĩa, những cái câu chuyện đằng sau những cái video lồng tiếng mà chị Hà lồng tiếng cho phim hoạt hình đó. Thì ngay sau đây mình sẽ cùng các bạn cùng xem lại cái đoạn video này do VTV1, trung tâm tin tức VTV24 thực hiện, và chúng ta sẽ cùng xem nó sẽ như thế nào nhé. Mỗi dịp cuối tuần, Vitam Bóc Việt sẽ mang đến những mô hình giáo dục thú vị. Làm thế nào để trẻ hứng thú với việc học khi con lười đọc sách cũng như không nghe lời cha mẹ? Hãy cùng đến với gia đình tự lồng tiếng các video nước ngoài để dạy con học kỹ năng sống trong tập hôm nay của chương trình. Vào đêm thứ hai, Howard cảm thấy rất sợ hãi. Tiếng nói nhỏ trong đầu cậu cứ vang lên. Hãy can đảm lên, hãy dũng cảm lên. Cách đây khoảng 10 năm thì mình đã mày mò để tìm hiểu các phương pháp học cũng như là tìm các cái tài liệu để dạy và kèm cho con học. Và trong cái quá trình mà mình đi tìm tài liệu như vậy, mình nhận ra một điều là ở trên YouTube là một cái nguồn mà học liệu, những cái video rất là hay để dành cho trẻ có thể là học tiếng Anh cũng như là học các cái kỹ năng sống. Và những video này thì phần lớn là thuyết minh bằng tiếng Anh. Mình đã quyết định là sẽ chọn lọc và dịch cũng như là lồng tiếng các cái bộ phim này để cho trẻ có được những cảm xúc tốt nhất khi xem phim và học được những học qua phim. Mặc dù hàng ngày chị Hà đi làm bận rộn, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, chị lại tìm các video hoạt hình hay ở nhiều nguồn nước ngoài khác nhau để dịch thành phim. Có không ít khó khăn đến với chị, nhưng với tấm lòng của người mẹ, mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ. Cái việc mà tìm được cái nguồn video mà có những cái giá trị giáo dục như mình mong muốn, thì mình cũng mất khá nhiều thời gian. Mình phải tìm qua nhiều những cái từ khóa để có thể chọn lọc. Mình tận dụng gần như toàn bộ những cái thời gian rảnh mà mình có để mình làm. Ví dụ như là những cái lúc mà mình đưa con đi học ngoại khóa sau giờ học, thì trong cái khoảng thời gian mà chờ để đón con thì lúc nào trong túi mình cũng có quyển vở và cây bút, và mình có thể ngồi ở bất cứ một góc phòng nào mình cũng đã có thể là thực hiện được dịch phim. Đấy, con thấy chưa? Không gặp những cái bạn mà bắt nạt này mình này nữa, nhưng mà cuối cùng bạn thì vẫn không thể vượt qua được. Các cái bộ phim này đã được rất là nhiều chuyên gia giáo dục viết ra những cái ý tưởng. Chính vì thế cho nên là những bộ phim này nó rất là đi vào lòng của trẻ em, được trẻ em đón nhận, và từ đấy thì họ đưa những cái bài học vào đó để cho trẻ học. Thực ra thì với trẻ thì không thể là ngày 1, ngày 2 mà các con có thể ghi nhớ được những cái kiến thức trong sách trẻ đọc, nhưng mà sau đấy cũng có thể là quên. Cái cách nghe và xem thì nó là một cái cách tiếp cận khác hơn. Nó là một cái cách học nhưng mà lại nhẹ nhàng, thư giãn. Sau khi nhận thấy cách làm của mình có phần hiệu quả trong việc giáo dục con, chị Hà đã chia sẻ rộng rãi lên các hội nhóm cha mẹ. Được sự đón nhận của mọi người, chị đã mở kênh YouTube riêng để đăng tải những video hay do chính mình lồng tiếng. Hiện kênh YouTube của chị đã đạt 84.000 lượt đăng ký và 40 triệu phút xem. Đầu năm 2018 thì mình bắt đầu triển khai theo cách làm này và đưa những cái video mà mình dịch và lồng tiếng lên kênh YouTube Minh Châu. Thực ra thì trẻ cũng đã được bố mẹ dạy bảo cũng như là đã được học,
từ nhà trường, các thầy cô giáo cũng đã giúp cho các con học những cái video mà mình làm, thì nó góp phần để giúp cho trẻ có thể là hiểu hơn hoặc là ghi nhớ hơn qua một cái hình thức học khác, là những cái video mà nó mang tính chất là hoạt hình, vui vẻ và phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Con thích nhất là video dịch về kỹ năng sống. Con và anh trai con xem lại nhiều lần để biết thêm kiến thức bảo vệ bản thân. Con cảm ơn bác Hà rất nhiều. Rất nhiều trẻ khi mà xem và nghe những cái phim này trên kênh của mình và có được những cái sự tiến bộ thì mình cảm thấy rất vui. Mình thấy là những cái việc làm của mình nó rất là có ý nghĩa. Thông qua những bộ phim hoạt hình do chị Hà lồng tiếng, trẻ có thể học tập một cách linh động thay vì chơi game trên các thiết bị điện tử. Học mà chơi, chơi mà học. Chỉ cần trẻ thoải mái thì việc học sẽ trở nên hiệu quả. Đó, thì như các bạn cũng đã thấy thì là micro không chỉ dùng để chúng ta thu âm hát mà còn dùng để chúng ta thu âm đọc truyện, đọc những cái mẩu truyện và truyền tải, chia sẻ, truyền tải những cái nội dung này lên trên internet để chia sẻ đến mọi người. Mọi người có thể ngoài nhu cầu như là đọc truyện như chị Hà, lồng tiếng phim hoạt hình từ tiếng Anh sang tiếng Việt như chị Hà với giọng đọc hay, thì các bạn có thể chia sẻ những kỹ năng sống khác, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng Photoshop này, hay là hướng dẫn lập trình này, rất nhiều những cái kỹ năng khác để các bạn chia sẻ đến mọi người và tạo những cái giá trị. Thì nếu mà bạn nào muốn những cái bộ micro thu âm như của chị Hà hoặc những cái người khác về dạy học hoặc là lồng tiếng thì các bạn có thể liên hệ với mình qua website cường audio.com hoặc qua Facebook fanpage facebook.com/cường audio page hoặc qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình là 0976508260 để đặt hàng các dòng sản phẩm của Cường Audio. Và các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Cường Audio để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Và cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường Audio. Xin chào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.